Ủa, Em chào anh. Thiện, cô tới đây làm gì vậy? Dạ em tới thăm anh đó mà. Tôi phải nói anh biết trước Trời chứ. ơi, nói cái gì không biết nữa à. Thiện Vô đây tham quan ai vậy? nè. Dạ con chào bà. Má anh không? Không phải. Em nhớ má anh cao lắm mà. Sao hôm nay lùng xịt vậy? Em biết rồi. Người làm của anh phải không? Vậy? Dạ cô, đây là nhân viên công ty của con. Nè, sao cô có duyên dễ sợ luôn vậy? Đây là cô hai của tôi ở Mỹ về đó. Dạ con chào cô. Cô khỏe không? Con tên Hiền. Nhìn là biết Hiền nhiều rồi. Dạ. Sao, quen một lúc hai cô phải không? Tính cho sự cạnh tranh công bằng phải không con? Ủa, hai cô nào? Chỉ có một mình con à. Cô hai à? Cô đâu có mời đâu, tự cô tới đột quỵ vậy đó. Con đi vô trong đi, để cô nói chuyện với Hiền chút. Cô hai. Trời ơi, đi, nó sợ cô ăn hiếp con hay sao mà nó đứng giữ khư khư vậy không biết nữa. Tùy cô đi, cô muốn làm thì cô làm. Hiền. Dạ. Đi vô phòng này, cô hỏi chuyện chút coi. Dạ. Thấy không? Nè, Hùng thấy không con? Hiền. Dạ. Đảm đang dễ sợ không? Hồi buổi này mà kiếm một đứa con gái vậy nha, tuyệt chủng rồi đó. Dạ. Tới nhà bác mà để con dọn cơm kỳ quá. Dạ không sao đâu bác à. Dạ con dạ mời cô. Đúng rồi. Dạ. Dạ mời bác. Để anh. Dạ không để em. Dạ. Em mời anh phụ. Dạ bây giờ tới con. Dạ, con mời bác, con mời cô, em mời anh Hùng ăn cơm. Dạ, cơm canh còn nóng dữ lắm, mọi người ăn cẩn thận, không chừng bị quýu lưỡi. Cô công nhận không? Hiền mời mình ăn cơm mà giống như có chăn canh trong đó sẵn luôn vậy đó. Giống như có nước trong trôi tuồn tuột cuốn họng mình vậy đó. Mà sao bới cơm cho mọi người giống như bán đồ hàng vậy. Còn chén của Hiền ngập mặt luôn vậy. Đó, có gì không sợ Hiền giận sao? Con đừng có giận anh Hùng nghe, anh Hùng nó vui tánh lắm á. Dạ, nó vui giống bác vậy đó. Dạ. Hiền ơi, ta nói đàn ông tốt bây giờ á, nó cạn kiệt, nó sắp biến mất hết rồi. Nhưng mà trước mặt con vẫn còn một người đó. Nói gì? Trời ơi, đọc qua đọc lại vẫn dần lỗ tai. Em biết sao không? Chị nghĩ là khi trước á, má con sanh con ra đấy, biết sau này con sẽ gặp một người thanh niên tên là Hùng. Dạ. Cho nên mới đặt con tên Hiền. Rồi bây giờ Hiền Hùng trùng phùng ở mâm cơm. Trời ơi, nghe nó hay gì đâu á. Nè, cô nói con nghe nè, con đẹp người đẹp nết như vậy, chắc con bạn trai đông lắm phải không? Dạ không có đâu. Không có. Dạ con vẫn còn một mình ơn hà. Nhưng mà con không phải là kén cá chọn canh đâu nha cô. Con tại vì á, duyên phận chưa có tới thôi. Chứ mà duyên phận mà tới một cái là con hốt liền vậy đó, không có để. Dạ. Hiền vui tính lắm. Đó là hốt như hốt rác vậy. Khó. Ăn cơm. Cho mọi người ăn vui vẻ nha. Thôi. Ủa, em ăn mà em dầm hoài giống cuốn cô hồn vậy. Ủa, những gì kỳ vậy? Hiền. Dạ. Cái mặt con nhọn quắc à, ôm nhôm à. Phải tập ăn giống như bác nè. Ăn nhiều vô nó mới mập được chứ. Bác này. Bác kêu con ăn nhiều vô, chẳng khác nào bác muốn con mập ú như bác vậy hả? Bác ơi, con nói bác nghe nè, bác đi khám bệnh đi. Tại vì á, mấy người mập như vậy á thì dễ bị cholesterol trong máu dữ lắm. Mà mấy cái bệnh là nguy hiểm lắm nha. Đúng rồi. Dễ bị tăng xong lắm đó cô. Nhiều khi đang ngồi ăn cơm như vậy nè, để đà bác kỳ tử nào hay luôn á.
Ông chẳng canh vô bác. Nè nè. Không nhận. Em ngưỡng. Không nhận anh ngưỡng hộ em dễ sợ lắm. Chắc có duyên lạ lùng vậy trời. Nè con à. Duyên quá. Cô chịu mấy đứa như vậy đó. Nó chịu nói thẳng nó thật. Mặc dù á lời thật á thì mất lòng. Dạ. Nó nói thẳng vậy là được á. Đúng rồi. Chị nói em bao nhiêu lần rồi. Nói không mập quá ai cũng nói dễ đột quỵ lắm đó. Rồi biểu giảm cân hoài mà được. Rồi em thấy là Hiền lo sức khỏe cho em chưa? Bắt đầu từ ngày mai. Dạ. Theo chị đi tới câu lạc bộ yoga tập nghe không? Không, đúng đúng đúng. Tương vô đó phụ nữ ơi. Đàn bà ngồi không thì mắt em một đống thịt ngồi chung hơ 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 đi đâu. Đi không đi, không đi. Không đi. Anh Hùng. Anh nè. Anh cũng không có thoát đâu nha. Sao? Đàn ông con trai coi kìa. Ăn bận gì đâu mà lèn phèn. Ở nhà đâu mà bận quần lửng áo lơn. Trời ơi, bận đồ như vậy là khó cua gái lắm á, đúng không cô? Không, không. Ý anh nói là tại vì anh đang ở nhà. Không biết là em tới nhưng không chuẩn bị kịp. Mặc đồ ở nhà cho thoải mái vậy mà. Nè, nè, nè. Em thật thật thà dễ sợ. Mà tao nói đó, thật thà thì mất lòng, mà thật lòng thì mất hết. Nè, cô là mối quan điểm của Hiền đó. Dạ. Mình ở trong hoàn cảnh nào, trường hợp nào cô phải ăn mặc cho đẹp. Dạ. Điển hình là cô nè con. Dạ. 20 năm cô ở bên Mỹ mà lúc nào cô ăn mặc cũng tơi tả hết trơn á. Dạ. À, không có. Nói lộn, ăn mặc tươm tất. Dạ. Ngay đến lúc đi ngủ. Dạ. Cô cũng diện còn hơn lúc bình thường đó con. Chị hai, chị hai. Sao? Chị tơm tất quá, chị diện quá. Ừ. Lúc lên ngủ chị diện đẹp thiên thần đó. Chứ sao? Bởi anh hai đâu dám đụng chị, anh hai bỏ đi luôn á. Ok. Là anh phải vô ăn cơm, phải thay bộ đồ vest thắt cà vạt mới được. Nói quá à. Thôi ngồi ăn đi. Ủa con, sao con không ăn cơm mà con dầm hoài vậy? À, hay là đồ ăn không hợp khẩu vị của con đúng không? Ba ăn thịt đi, ba ăn thịt đi, ăn thịt đi. Dạ, thịt gà ngon. Con xin lỗi mọi người là cho con nói thẳng ra nha. Con cứ nói thẳng đi, con chịu những đứa nói thẳng. Dạ, tại bây giờ á đồ ăn á nguy hiểm dữ lắm. Giống như gà thì có H5N1 nè. Đó. Cá thì bị nhiễm độc, nhiễm chì nè. Đó. Rau cải thì có thuốc tăng trưởng ở trỏng. Đậu hũ thì có thạch cao. Nói chung làm vậy thì làm sao mà con dám ăn được. Đó, cái gà này nè, nó bị H5N1 đó. Ăn vô lòi họng luôn á. Công nhận Hiền có duyên, dễ sợ có duyên luôn á. Dạ, em cảm ơn anh. Con biết không, con nghe người ta nói á, mình mà ăn thịt động vật có giống như là mình ăn xác mà phân quỷ gì đó. Có duyên nữa, có duyên. Dạ. Có duyên gì mà điên xả trại vậy trời. Dạ, dạ không, không, con không giận đâu. Con mặt trai mày đó, con lì lắm. Bình tĩnh ra, bình tĩnh ra. Nói như con vậy đó, cả thế giới này không ăn thịt được chơi. Cả thành phố này không còn ai sống hết trơn. Thì tao ăn gì đâu mà người ta sống là thịt queo à. Ôi, nói thì thấy ghê quá. Nhưng mà Hiền lo xa là đúng rồi đó. Chị sợ trên mạng chị thấy á, bây giờ giờ cái gì cũng ghê quá. Thôi bây giờ nè, mình đừng có ăn, bỏ xuống hết đi, đừng có ăn. Bỏ xuống đi. Ờ, mình bỏ hết đi. Bỏ hết đồ ăn này, mình đi ăn xà lách đi. Vừa đẹp da mà vừa giữ eo nữa đúng không? Con sẽ phụ cô đem đổ hết đồ ăn này vô trong thùng rác. Đúng rồi. Sao vậy? Không được. Tại sao? Ở gia đình con có dạy đó. Dạy sao? Mình bỏ đồ ăn như vậy là không có tốt, không có nên. Tại vì còn rất là nhiều người ta không có ăn. Mà mình thừa múa mình bỏ như là mình mang tội dữ lắm. Ôi, con nãy giờ mới nghe được câu đúng. Đúng rồi. Dạ cô ơi. Sao? Nhà mình có bọc ni lông không vậy? Rất là nhiều. Cho con đi, con sẽ gom hết cái này con bỏ trong bọc ni lông. Xong để tối con về con ăn dặm. Ăn dặm chi? Dạ không, ý của con nói là mấy con mèo ở xóm con á, người ta bỏ rơi nó tội nghiệp lắm. À, tại vì cho con mèo, con chó ăn à. Dạ. Công nhận thương thấy động vật cơ nhở luôn á. Dạ. Bỏ em, đừng có ăn nữa. Bây giờ mình đúng rồi, nói bây giờ toàn là những cái thứ độc hại, ăn chay đi. Được rồi. Ăn chay hết đi. À, ăn chay là cứu cả thế giới đó con. Dạ. Mà cô nói thiệt với con nghe. Trời ơi, cô thích con quá à. Một người con gái nết na nè, đầm thắm nè, đảm đang mà tiết kiệm. Trời ơi, thế giới mình bây giờ nó nghèo lắm con. Bây giờ có những người như con cứu thế giới. Trời ơi, con biết chọn bạn chơi quá Hùng ơi. Dạ, cô ơi, con thấy là bốn chữ công dung ngôn hạnh người ta làm sẵn là để tặng cho Hiền đó. Đúng rồi. Thì nó xứng đáng với bốn chữ đó. Là
Dạ. Sao cô con chịu Hiền không? Dạ sao vậy ba? Hiền là bản sao của cô con á. Trời ơi, chúc mừng con dâu trong mơ của ba. Dâu. Ba vui à. Ba mà uống rỉnh cho nó vui à. Con thích ba vui vậy nè. Cứ mỗi lần thấy ba cười là con thấy thoải mái lắm. Ba biết không, cảm xúc của ba con cũng khó phân định lắm nha. Lúc thì thấy ba vui thiệt vui, lúc thì thấy ba buồn thiệt buồn. Cảm xúc mà nó xáo trộn liên tục luôn, không biết đâu là vui, đâu là buồn luôn. Ôi, cuộc đời ba vui buồn đơn giản, con gặp chuyện vui, vui gặp chuyện buồn thì buồn. Nhưng hôm nay càng vui nè, con gái đến nhà thăm con là ba vui vậy. Con thấy ba nghĩ chi xa xăm quá trời. Ờ, hôm nay Hiền mới tới nhà mình thôi. Bậy. Con gái mà chịu tới nhà chơi, ta gặp phụ huynh nói chuyện, nghĩa là nó thích con rồi đó. Con cua Hiền hồi nào vậy? Trời ơi trời, mai biết không? Mà cũng tùy nha, lúc mà cần một ẩm tình dắt da thì không có. Bây giờ hai dai, dắt hai mảnh tình luôn. Nhìn mặt ghê ghê, nhìn mặt ngây thơ. Con này kêu bằng gì ta? Khờ khờ dắt luôn mà chạy. Lù khù dắt luôn hả? À, đúng. Con là thiệt với ba, con trai của ba nha. Không ra tay thì thôi, mà ra tay là dữ dội lắm đó. Dữ dội hả? Dữ dội lắm bà, con có nhiều chiêu lắm nha ba nha. Nhiều chiêu lắm đó. Coi như là con nó sao nghe. Ta dạ nghe nó nghe dạ. Nó nghe dạ. Con cua ai dạ. Không phải cua đàng hoàng dạ. Có tình cảm với ai, dù có Hiền thì con phải giải quyết chuyện con Mai, mà con dạ. Con Mai phải giải quyết chuyện con Hiền dạ. Chứ không để tình bạn tình yêu nhục nhằn kiểu này hả, mai dạ. Mốt là mất luôn tình bạn mà không còn tình yêu dạ. Hiểu dạ. Không dạ, dạ dạ con biết mà ừ. Con quan niệm rất rõ ràng về tình bạn và tình yêu ừ. Tình bạn là hủ tiếu, tình yêu là bún riêu. Cuộc đời không thể thiếu hủ tiếu và bún riêu. Nói chung phải có tình yêu và có bạn luôn nữa. Thôi, ba yên tâm, con của ba mà ra tay rồi đó, không chỉ là cưa cả một rừng cây, chứ đừng nói chi một hai cây lẻ tẻ. Dạ. Nhưng mà cố gắng nghe, phải đàng hoàng nha, chứ đừng để mà tham lam bắt cá hai ba tay ha. Nói là tham thì thăm nghe. Ô hay, 10 giờ rồi còn bảo gọi sớm, em đùa với chị à? Hôm nay là buổi chụp hình mà. Mà Châu ơi, chị quên mất chị đi ngủ ý, ngủ muộn. Bây giờ dậy trễ, em có gì em nói với mọi người ấy, là nói khéo khéo một tí. Để giải thích lý do chị đi trễ xong chị bay tới liền nhá. Ồ, chụp xong ngày hôm qua rồi á? Ơ, à, thế là hôm nay được nghỉ à? Thế thôi nhá, cảm ơn em nhiều. À, thế là hôm nay được ngủ, thế mà mình quên mất. Ai, ngày hôm nay mình sẽ không tiếp khách, không nói chuyện điện thoại, mình sẽ ngủ mà thôi. Mai ơi, Mai, có nhà không em? Mai ơi, mình vừa nói là mình sẽ không tiếp khách cơ mà. Mai ơi, Mai. Trời ơi, may quá có em nha. Dạ. Vô nhà tí ra con. À. Nè, ngồi xuống, xuống. Dạ. Đúng nè, hôm nay em có rảnh không vậy? Dạ. Hôm nay em có rảnh không? À. Mà hôm nay là chủ nhật mà em đâu đi làm đúng không? Dạ. Chị nói nghe nè, tự nhiên trên công ty chị có việc đột xuất. À. Bây giờ nó gọi chị lên mà chị không biết cách nào từ chối á. Em cho chị gọi cháu ơi nha. Thế biết sao không? Tại ba nó đi làm, hôm nay ba nó cũng đi làm. Dạ. Mà chị thì chị không biết nhờ ai hết, cô giúp việc thì còn nghỉ mất tiêu. À. Nha, cảm ơn em. Nè con ngồi đây cô, mẹ chạy về mẹ lấy đồ, cái mẹ chạy qua lại liền nha. Ô, thế là thế nào? Ơ, thế tự nhiên bây giờ thế là ngày chủ nhật, ngày nghỉ, dự định của mình bị phá tan thành thế này á? Cháu ơi,